Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì sau khi mà Quyền Trang quay đất xong rồi á anh chị, thì Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi hái trái cây cùng Quyền Trang nha. Đây là cái miếng vườn 19.500 m², ngang là 45, hậu là 54, chiều dài là 403, trồng chủ yếu là trồng chanh với bơ ha. Thì chủ nhà kêu giá là 5,2 tỷ. Quyền Trang có quay bên kênh chính của Quyền Trang rồi ha anh chị. Bây giờ là quay rồi, cho nên là bây giờ em đi hái trái cây. Mình đi hái ổi trước đi. Và đi hái ổi trước nha. Wow, giờ mình sẽ đi hái ổi. Trời ơi anh chị ơi, nhìn cái vườn ha. Mê ơi là mê luôn á. Thích gì đâu luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đi hay hỏi. Gió mát quá hả, thích quá. Đúng rồi, anh chị mà mua miếng dừa này ha, về ra khát nước là hái trái dừa là nhanh gọn lẹ luôn ha. Wow, mấy cái này là đọt chạy nè anh chị, đọt chạy á, đọt chạy mà anh chị xào thịt bò rồi đó, tắt rồi nè đó, rất là nhiều ha. Đúng rồi, hái lấy hai trái đó đi, thích nha. Đó, đây nữa nè, đây nữa nè. Wow. Rồi. Đi hái xoài đi. Em dẫn anh chị đi tham quan vườn của mình ha. Trời ơi, mê. Mê lắm luôn á. Giờ mình đi qua bên kia nha. Tắt hả? Thôi được rồi, đi hái kia đi. Lấy mấy trái tắc để em hái mấy trái tắc gì em làm nước tắc uống ha. Ê ê ê. Ê. Thích nha anh chị. Ô, mưa. Trời ơi mưa rồi. Rồi, vô thôi, mưa rồi anh chị ơi. Wow. Ê, gớt. À, định dẫn anh chị đi hái xoài. Hái chanh mà thấy em đi hái hay sao ấy, trời mưa tới luôn rồi. Và vậy là em sẽ cho anh chị ngắm mưa nha. Ơi lần này em vô miếng này cũng mưa hết vậy. Và chanh rất là nhiều nha anh chị, nhìn mê lắm luôn á. Xả đâu kìa, đây. Định dẫn anh chị đi chèo xuồng mà thấy đi không được rồi. Mình chỉ ngắm cảnh thôi ha. Đó. Wow. Thích quá anh chị ơi. Hết mưa rồi, cho nên là chừng mà sấm còn nhiều quá anh chị ơi. Wow, anh chị nghe sấm sét đánh không? Hết mưa rồi, nhưng mà bây giờ nhóm Quyền Trang sẽ đi quay tiếp miếng đất khác cho anh chị mình xem nha. Wow, đây là một số cảnh đẹp ở miếng vườn của mình nè. Nhìn rất là mê luôn ha. Thích ghê luôn á. Trời ơi, vươn tay ra là hái được trái xoài. Rất là thích. Wow, trời ơi anh chị ơi, anh chị nhìn mấy cây bơ nè. Quá trời trái luôn ha. Trời ơi, cái miếng vườn nó đẹp tàn nhẫn luôn hả. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đó, khoai mì đâu nè. Em dẫn chị đi hả Phương? Wow. Ở đây á anh chị, khi mà mấy cái clip như thế này nè, phần lớn á là mình đi hái trái cây đâu á, mình hái chanh, mình hái bơ là mình sẽ đi hái bằng xuồng ha. Đó, mình sẽ chèo xuồng mình đi hái. Trời ơi. Nó mục vậy. Rồi chị xuống rồi. Rồi giờ đi xuống, đi qua đây ha. Wow anh chị ơi. Cái cảm giác đi xuồng rất là sướng nha. Trời ơi anh chị xem, cái vườn của mình nó sẽ mịt mù chạy dài xuống dưới luôn. Cái vườn của mình với chiều dài là 430 m² nha anh chị, chạy dài thẳng xuống tới dưới mấy dưới này luôn. Để coi anh chị mà đi xuống tới cuối đất xong rồi anh chị đi lên đất là anh chị đi khoảng tầm 1 cây số luôn á anh chị. Tại vì chiều dài là 425 cộng thêm cái mặt tiền 45 với cái hậu 53 nữa ha, 54 nữa ha. Quá wow, đẹp quá vậy. Đẹp quá à. Lấy tấm hình của Phương như vậy làm cái hình đại diện được ha Phương.
Đó, anh chị nhìn chanh của mình nè anh chị. Trời ơi, trái nó nè, cái này là chưa thu hoạch được nha, nó còn bự nữa, cái này là mới ít ít thôi. Rồi anh chị nhìn chanh nè, chanh rất là nhiều ha. Em sẽ quay chanh chanh thật là nhiều cho anh chị xem. Xuống dưới đi ha. Cười lớn cái họng quá. Trời, thích quá da. Thích quá, thích quá, thích quá. Vui quá, vui quá. Và mình đi thấy chanh là mình sẽ đi bằng xuồng ha. Đó, anh chị xem chanh nè, Quyền Trang sẽ quay chanh cho anh chị xem. Wow. Trời, nhìn cái vườn mê quá anh chị ơi. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa đó. Anh chị thấy chuồng chuồng không? Đây, chuồng chuồng đây nè. Wow. Thích nha. Rồi, cái vườn của mình chiều dài là 425m. 430 chứ. Này chanh trong vườn của mình nè. Đó. Wow. Đây. Chanh rồi đó. Đó, anh chị thấy chanh không? Đây. Trời ơi, dạ được rồi chú ơi. Trời ơi. Dạ. Quay dưới này cũng được. Đây. Đúng rồi, trời ơi đẹp quá. Ơi, anh chị nhìn cái vườn có mê không anh chị? 19.500 m2. Có quê lại sẵn luôn. Có một vườn cây ăn trái. Ôi giời, xoài kìa. À, mấy trái xoài luôn kìa anh chị ơi. Ý, xoài đây xoài gì mà bự dữ vậy? Xoài cát hả? Xoài gì ta? À, xoài gì anh? Xoài, xoài Đài Loan á ha. À, đứng nhìn nó mới đã, nó mới sung sướng cuộc đời thiệt chứ. Wow, xanh mướt luôn. Thích quá, thích quá. Anh nói coi chừng mưa thôi, phải đi vô từ từ thôi ha anh chị. Sau này anh chị xuống thì Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi ngắm ha. Anh chị thích tắm mưa thì mình đi tắm mưa luôn. Có gà đó không, gà đó không? À, có đi đó không? Thôi, ngồi trên này đi cho nó sướng. Trời ơi, chanh kìa anh chị. Wow. Rồi, em chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em.